tổ chức xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều là nơi điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông tu hành và viên tịch, nơi An Sinh Vương Trần Liễu chọn đất xây dựng miếu thờ tổ tiên nhà Trần và các vua Trần chọn đất đặt lăng mộ, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, di vật có giá trị gắn liền với Vương Triều Trần, một trong những triều đại hùng mạnh nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 14 di tích trong cả nước, trong đó có khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Và hôm nay, tại đền An Sinh, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức nghi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều và công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Văn Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều, trưởng ban tổ chức lên tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu về dự buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh và thành phố, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, kính thưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân. Hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2014, tại đền An Sinh, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Về dự buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức hiệp hội, lãnh đạo các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu nhiệt liệt và chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, đại biểu Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương,
đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu huyện Đông Triều xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Huân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ: Mẹ Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, các doanh nghiệp, trường học, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện về dự buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, xin trân trọng gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Văn Học. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh lên đọc diễn văn lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Kính thưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh bạn. Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, trong ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng, đó là lễ khởi công dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và hội nghị công bố 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh Quảng Ninh dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tiến Dũng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và tỉnh bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, tại đền An Sinh, xã An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều và công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều, đô thị loại 4 và sáng nay khai hội đền Sinh Đông Triều. Đây là sự kiện chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng, là niềm tự hào, vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Đông Triều nói riêng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong niềm vui phấn khởi này, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, các quý vị đại biểu, các chức sắc Phật giáo, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân có mặt tại đây, cũng như quý khán giả đang theo dõi qua phát sóng phát thanh truyền hình cả nước, lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, Quảng Ninh được ví như nước Việt Nam thu nhỏ, có vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng trong vùng Bắc Bộ, nơi hội tụ văn hóa và con người châu thổ sông Hồng.
với cộng đồng 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Có hơn 600 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Có di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới mới Vịnh Hạ Long, có di tích lịch sử danh thắng Yên Tử Ninh Thiêng huyền bí và có một bạch đằng giang hào hùng khí thế Đông A đã được công nhận là hai di tích quốc gia đặc biệt. Vùng đất Đông Triều, Ninh Nhân Kiệt được sử sách ghi nhận là quê gốc của nhà Trần trước khi rời đến Thái Bình, Nam Định rồi phát tích đế vương từ đây. Triều đại nhà Trần là một trong triều đại phong kiến hùng mạnh nhất lịch sử dân tộc Việt Nam. Chỉ vì đất nước trong 175 năm đã có công rất lớn xây dựng đất nước Đại Việt hùng cường, để lại mốc son rực rỡ trên nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và đời sống. Vua tôi nhà Trần đã cùng chung sức đồng lòng, mưu trí dũng cảm, ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh bậc nhất thời bấy giờ, để giữ vững nền độc lập dân tộc, mở mang bờ cõi. Những địa danh Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang, Vân Đồn mãi mãi in dấu chiến công hiển hách của triều đại nhà Trần. Đặc biệt là Đức Vua Điều Giấc Ngự Hoàng Trần Nhân Tông sau hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt kháng chiến đại thắng quân xâm lược Nguyên Mông năm 1285, năm 1288 đã nhường ngôi xuất giá tu hành thành đạo và trở thành sư tổ của thuyền phái Trúc Lâm Yên Tử hay Trúc Lâm Tam Tử. Kết quả nghiên cứu khoa học gần đây đã khẳng định kinh đô Thăng Long và Thiên Trường Nam Định là hai trung tâm chính trị, còn Đông Triều là một trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu đặc sắc duy nhất lớn nhất của triều đại nhà Trần, mà đỉnh cao là khai sáng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cùng với tư tưởng cư Trần lạc đạo, làm nền tảng tư tưởng cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam tới cấp độ quốc giáo. Với nhiều công trình tín ngưỡng tôn giáo linh thiêng có giá trị đặc biệt quan trọng trong lịch sử tồn tại và phát triển truyền phái Trúc Lâm Yên Tử nói riêng, lịch sử Phật giáo Việt Nam từ đời Trần về sau nói chung, tiêu biểu như đền An Sinh, nơi thờ 8 vị vua Trần, được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia ngay từ đợt đầu năm 1962. Chùa Kinh Lâm nổi tiếng với bức tượng Phật Di Lặc là một trong An Nam tứ đại khí. Am Ngọa Vân, nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tu hành và nhập Niết Bàn hóa Phật. Đền Thái, nơi thờ tổ tiên của nhà Trần, cùng với hệ thống lăng tẩm và nơi thờ tự của 11 vị tiên đế nhà Trần. Với những giá trị đặc biệt quan trọng của khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, ngày 7 tháng 2 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 307 phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều với quy mô 2.206 ha, bao gồm 14 điểm, 22 di tích. Ngày 9 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2383 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là vừa là vinh dự, tự hào, song cũng là trọng trách lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Đông Triều nói riêng trong việc gìn giữ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị to lớn của khu di tích đặc biệt quốc gia. Nhân sự kiện văn hóa quan trọng này, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương, các địa phương của cả nước, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội, các cộng đồng doanh nghiệp, các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể nhân dân trong cả nước, bạn bè quốc tế, lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với đóng góp việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Quảng Ninh nói chung và khu di tích lịch sử nhà Trần nói riêng. Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm làm tốt hơn nữa việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích lịch sử nói chung và khu di tích lịch sử nhà Trần nói riêng, để xứng đáng với vinh danh của Đảng,
nhà nước, chính phủ, sự quan tâm của nhân dân và du khách thập phương. Để xây dựng phát triển khu di tích ngày càng khang trang là điểm đến của du lịch Quảng Ninh, địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh có sự kết nối với di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc của tỉnh Hải Dương, di tích Tây Yên Tử Bắc Giang và di tích danh thắng Yên Tử, Bạch Đằng, Cửa Ông, Vân Đồn và tâm điểm đó là di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long của Quảng Ninh, tạo nên một chuỗi du lịch di sản văn hóa tâm linh không chỉ riêng cho tỉnh Quảng Ninh mà của cả vùng và cả đất chúng ta. Đây cũng là cơ hội để quảng bá vị thế hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung đối với cộng đồng quốc tế. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, cùng việc đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử nhà Trần vào ngày hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Triều còn tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Đây là đánh giá kết quả sự phát triển kinh tế xã hội và chỉnh trang đô thị nhanh chóng của huyện Đông Triều, không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều, mà là niềm vui chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Quảng Ninh nói chung, là điều kiện quan trọng để huyện Đông Triều tiếp tục phấn đấu xây dựng, chỉnh trang đô thị, phát triển đủ điều kiện để thành lập thị xã Đông Triều vào năm 2015. Và như vậy, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 4 thành phố, 2 thị xã, có tốc độ đô thị hóa nhanh của cả nước, góp phần tạo cơ sở vững chắc, xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai gần. Tuy nhiên, công việc chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, nhiệm vụ đặt ra để phát triển huyện Đông Triều trong thời gian tới nhanh, bền vững với vai trò vị trí cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh là một trọng trách lớn. Huyện Đông Triều cần tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng cách mạng đệ tứ chiến khu Đông Triều, phát huy hơn nữa tiềm năng và lợi thế của mình, tiếp tục đạt được nhiều những thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng Đông Triều gắn với thành phố Ông Bí trở thành trung tâm đô thị miền Tây của tỉnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ, ban, ngành, trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, các quý vị đại biểu, các vị quý khách cùng toàn thể các đồng chí, nhân dân cũng như khán giả xem đài truyền hình trong cả nước, lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Đọc. Ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hà Quang Long, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Ninh, lên công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, sau đây tôi xin công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Thủ tướng Chính phủ số 2383 QĐ-TTG, Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2013, quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Thủ tướng Chính phủ căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009, căn cứ Nghị định số 98 ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa,
xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 285 ngày 3 tháng 12 năm 2013, ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia tại công văn số 25 ngày 12 tháng 11 năm 2013, quyết định điều 1 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Điều 2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, nơi có di tích được xếp hạng tại điều 1 của quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có di tích được xếp hạng tại điều 1, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký. Trân trọng cảm ơn đồng chí Hà Quang Long. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều lên bục danh dự nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều và Hoa. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Xin kính mời đồng chí Vũ Văn Học, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều. Và xin kính mời Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Xin trân trọng kính mời. Quảng Ninh, huyện Đông Triều. Cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Mai Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật Bộ Xây dựng lên công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, sau đây tôi xin công bố quyết định về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2014, Bộ Xây dựng số 775 QĐ-BXG quyết định về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng căn cứ Nghị định số 36/2012
NDCP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, các cơ quan ngang bộ. Căn cứ vào Nghị định số 62/2013 NDCP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cứ vào Nghị định số 42/2009 NDCP ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị. Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại tờ trình số 4096/TT-UBND ngày 2 tháng 8 năm 2013 về đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị quyết định điều 1 công nhận đô thị Đông Triều mở rộng bao gồm toàn bộ diện tích các thị trấn Đông Triều, Mạo Khê, các xã Xuân Sơn, Kim Sơn, Hưng Đạo, Đức Chính, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Chánh Văn phòng Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng và các thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã ký. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Mai Thị Liên Hương. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu sẽ lên bục danh dự để nhận quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Xin kính mời đồng chí Nguyễn Thị Huân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Đông Triều. Xin kính mời đồng chí Hoàng Văn Thắng, phó bí thư thường trực huyện ủy Đông Triều. Xin kính mời đồng chí Vũ Văn Học, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều. Và xin kính mời đồng chí Trần Xuân Đức, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Triều. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Toàn, thứ trưởng Bộ Xây dựng lên sân khấu trao quyết định và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Triều. Chính quyền và nhân dân huyện Đông Triều. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Toàn và xin cảm ơn các quý vị đại biểu. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón. Kính thưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí đồng bào thân mến. Hôm nay tôi vui mừng dự lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Thưa các vị đại biểu, các đồng chí, đồng bào,
trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Nhà Trần là một trong những triều đại huy hoàng, để lại nhiều chiến công hiển hách với 3 lần đánh thắng quân xâm lược, Nguyên Mông hùng mạnh và tàn bạo. Võ ngựa của đội quân này đã từng chinh phục, tàn phá nhiều quốc gia từ châu Á, châu Âu. Sức mạnh của nước Đại Việt thời nhà Trần bắt nguồn từ sự sống mãnh liệt, từ nền văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc, từ lòng yêu nước, chí khí đấu tranh bất khuất, từ truyền thống nhân ái và cố kết, trí thông minh và sáng tạo được tôi luyện trong quá trình chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Tinh thần bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn của Hội nghị Diên Hồng, của Hịch tướng sĩ, những chiến công oanh liệt của trận chiến Đông Bộ Đầu, cửa ngõ Thằng Thanh Long, đến Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp và trận chiến thắng hào hùng trên sông Bạch Đằng lần thứ 3, và những tên tuổi đã làm rạng danh cho quê hương đất nước như Đức Vua Anh Hùng Trần Nhân Tông, Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Tướng Quân Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toàn và nhiều bậc hiền tài khác, sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc non sông nước ta. Tinh thần và giá trị đã hun đúc cho ý chí thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do, để quân và dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nên kỳ tích, đánh thắng các kẻ thù xâm lược hùng mạnh, bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp ngày nay. Đông Triều Quảng Ninh là cội nguồn của nhà Trần. Vì vậy, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều Quảng Ninh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những giá trị to lớn của di tích, là sự tri ân đối với công đức to lớn của các đức vua Trần và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng đất nước. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận đối với nỗ lực, cố gắng, những đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Đông Triều nói riêng, trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc. Nhân sự kiện đặc biệt này, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh và Đông Triều về niềm tự hào và vinh dự to lớn này. Thưa các vị đại biểu, các đồng chí, đồng bào, lịch sử đã chọn vùng đất Đông Triều, địa linh, nhân kiệt là nơi phát tích của nhà Trần. Vì vậy, khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh có vị trí quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, truyền thống và nhân văn vô cùng quý giá, cần được chúng ta trân trọng, gìn giữ và phát huy, trở thành bản sắc văn hóa, niềm tự hào của dân tộc. Để phát triển nơi đây trở thành một địa chỉ giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho các thế hệ người dân Việt Nam, điểm đến hấp dẫn về du lịch, văn hóa, tâm linh đối với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh cần tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành của Trung ương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, bền vững và phát huy toàn diện các giá trị của khu di tích nhà Trần tại Đông Triều. Đề nghị tỉnh và huyện đẩy mạnh kết nối, hợp tác giữa các vùng, địa phương, phát huy lợi thế so sánh về các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, hệ thống lễ hội, làng nghề để hình thành các sản phẩm du lịch phong phú, độc đáo, đa dạng, mang đậm chất văn hóa, văn minh sông Hồng, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, có sức cạnh tranh cao, trở thành điểm đến du lịch bền vững mang tầm khu vực và quốc tế. Đồng thời, các đồng chí, đồng bào, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp cần tiếp tục chung tay góp sức với nhà nước để bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị kho tàng di sản văn hóa dân tộc trên quê hương Quảng Ninh. Coi đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững để bạn bè quốc tế,
cảm nhận được truyền thống yêu chuộng hòa bình, mến khách của dân tộc ta. Nhân đây, tôi cũng đề nghị các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học tiếp tục quan tâm và có đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa để giúp đỡ tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị to lớn của khu di tích nhà Trần Đông Triều, xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt. Cuối cùng, xin chúc các quý vị đại biểu, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí và khán giả truyền hình cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng, cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tiếp theo, Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, thay mặt lãnh đạo huyện Đông Triều lên phát biểu. Xin kính mời. Kính thưa đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Kính thưa đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh. Kính thưa các mẹ Việt Nam anh hùng, các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đông Triều, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành, thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, các giáo sư, phó giáo sư, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Quảng Ninh, các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, các mẹ Việt Nam anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị khách quý và toàn thể nhân dân đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Triều và hôm nay đã tới dự buổi lễ long trọng này. Xin cảm ơn quý khán giả và nhân dân cả nước đã dành thời gian theo dõi buổi lễ qua sóng truyền hình. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã tích cực giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và đưa tin về buổi lễ. Xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Huân. Kính thưa quý vị, phần nghi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều và công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 đã hoàn thành nội dung. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu phần nghệ thuật chào mừng với chủ đề Đông Triều vùng địa linh nhân kiệt. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức.
có mưa, có mưa đi sớm sớm. Tiếng quân reo trong quanh oai hùng, tiếng quân reo trong quanh oai hùng. Cờ bay nào nghe chiến trường, trên đồng núi đêm lấy lưng trường con, trên đồng núi đêm lấy lưng. Thank you.
Cùng nhất thể thông ra tiếng rằng loa 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 loa
Kính thưa quý vị, chương trình lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều và công bố quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân đã về dự chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.